mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhị đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với ai? Một người đi, một người nhìn hoa úa, buồn về mau còn tìm dư âm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nóng, mà đêm nhớ ngày chờ mong bao thu rồi, nhìn lá trên rơi ngoài sông. Cánh thư này kỷ niệm ngày tìm về với nhau, giờ hôm nay tàn mơ ước em âu sầu. Anh ở đâu? Còn gì đâu mà mơ mà ước, tình đã bay xa, mình mất nhau rồi. Một kẻ đi xa để lại một người sâu, lắng tiếng bước chân tìm như âm hè phố vắng, chỉ nghe lá xác xa mưa chúa tác hoài im. Dẫu cách xa rồi lòng vẫn còn thương, em chờ em đợi đã bao mùa lá rụng, nhưng người đi vẫn quất nẻo vang sáng, cho kẻ đợi chờ vẫn phải mơ ước em. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình do kênh YouTube Dư Âm sưu tầm. Đây kỷ vật này cánh thư kỷ niệm, mình đã trao nhau khi tình mang duyên nồng. Rồi hôm nay mỗi đứa một phương buồn, anh chắc hẳn vui hoài ngàn dặm vốn, hay cảnh người con gái đẹp hơn em, chỉ có em là không thể nào quên, càng xa vắng lại càng dài nhung nhớ, vẫn hờn anh suốt đêm còn không ngủ.
đến ta từ rồi lặng lẽ ra đi. Không có anh ai đón đưa em buổi sáng, cùng uống ly cà phê đắng không đường mà ngọt gì tình yêu. Ai đưa em về những buổi chiều em đường vắng nắng vừa mưa lá ngập bao giờ mây hồng đưa bước anh xa.